Vâng, xin chào tất cả các anh em. Và trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ mang đến cho anh em con kiếp giáp hạm đây. Và mình thấy hôm nay thì cơ bản anh em cũng có nhiều AC rồi. Bây giờ chúng ta hay hỏi nhau là những con tuần dương thiết giáp. Và mình đặc biệt mình còn chú ý nhé, có một số anh em còn hỏi về cái con CN Hưu Quynh này mới lại so sánh với con Niren cơ. Thì mình không nghĩ là tại sao các bạn lại so sánh một con tuần dương với lại một cái con thiết giáp. Nên chúng ta thì mình nghĩ là không nên. Chúng ta nên so sánh những cái con nó ở trong cùng cái lớp tàu ấy thì nó sẽ dễ hơn. Đấy, thì trong clip ngày hôm nay thì mình sẽ làm cho anh em cái con BBE01 nhá, con chim con Hưu Quynh đấy. Con này thì chúng ta chẳng có thay đổi được cái gì cả đâu, chỉ có cái con trực thăng thôi. Đây, con trực thăng này chúng ta thay đổi được. Thì ở đây là cái con Hammerhead hiện tại thì nó đang rất là mới. Cho nên là mình cũng sẽ đi lắp lại ở trên con Hưu Quynh này. Và trong đó thì sẽ có là 5 cái phòng không. Đấy, một cái KX3, một cái KX2. Thì cứ lắp hết cái gác khu này vào nhá. Đấy, đồ của nó thì cơ bản nó chỉ có vậy thôi. Hoặc là nếu mà không thì có thể mình sẽ đi thay đổi cho anh em nhé. Ví dụ như là cái Hetma này. Mình nghĩ là có thể nhiều anh em sẽ muốn tò mò về cái loại này đúng không? Vì cái loại này nó là cái loại nó hoàn toàn mới. Đây, nếu mà anh em thích nha. Đấy, thích thì mình sẽ đi lắp luôn như thế này. 5 cái phòng không Hetma. Để mình nâng cấp lên đã. Còn những cái chỉ số còn lại thì anh em có thể tạm dừng qua cái màn hình lại nhé. Bởi vì con này thì nó đồ khóa rất là nhiều. Chúng ta chỉ có thay đổi được cái phòng không với con trực thăng mà thôi. Đây, mình sẽ ấn nhanh nhanh qua đây, từ cái pháo chính này, pháo phụ này, pháo phòng không này, có một số loại pháo, đây cái này là súng phóng lựu này, đây, toàn đồ khóa hết nhá. Đây, ở phía cuối đây, 3 phòng không phong 3 đây này, và 3 cái phòng không HFP-16F, nói chung con này phòng không thì rất là nhiều. Đấy, tổ hợp thêm 5 cái loại phòng không mới Hetma anh em nhá. Con này thì có thể nói là thánh ủi rồi. Chơi với con này thì nhiều khi là chỉ cần không để ý nó giật cho một cái thôi là gần như là toang luôn. Từ đầy máu là trở thành tàn phế. Còn từ cái lượng máu chưa được đầy là toang luôn. Công nhận nắp cái quả ngụy trang này vào nhìn cảm giác nó hầm hố hơn anh em ạ. Sỏi, nhìn cái quả ngụy trang này đúng như kiểu một cái con gì đấy nhìn giống con cá mập. Không biết anh em nhìn có giống không, mình nhìn thấy giống lắm. Cái gì đây? Mới vào trận gặp ông nhà sáng tạo nội dung, trời ơi ngại thế nhỉ. Ok, ôi thế này khéo khi hai nhà sáng tạo đi chơi với nhau. Đó, anh em cứ check map đi, tàu tôi chậm. Cái ông khu trục bên kia kìa, ông mang con gì đây? Trực thăng ấy à, trực thăng của Mỹ à, trực thăng xốp. Thật ra ông này ông cầm con gì nào? Kirov anh em. Cầm con Kirov cũng được. Ôi dồi, không biết là chuyện gì sẽ xảy ra với ông ấy đây. Chưa rồi, cái góc này bắn vướng anh em mà, hẳn nào bắn không có đam. Rất là so di anh em. Không phải nó làm gì có đam đâu. Đúng rồi, sấy đi. Sấy đi, em xin. Này, đó là pháo phòng không luôn này. Con này thì rất là tín rồi. Chứ chưa con này thì dành cho ông nào mà thích theo cái kiểu dạng vừa ủi vừa đam to. Con này đi chắc là chỉ có ủi thôi. Chứ còn nếu mà phản ứng mà này lùi lại thì hơi khoai đấy. Lùi lại đây là có tiền này. Đó, anh em thấy bắn cự ly này hơn 100k một phát kìa. Bắn cự ly 6,7 km. Sỏi ôi. Thôi. Kè hơi chậm quả đấy. Nhưng vẫn được 115k. Thế là quá ngon rồi còn gì nữa. Tàu ngầm sao không lặn xuống, còn đứng ở đây nổi lên chứ nè. 6 km có một khứa nữa này. Nào ủi lên bạn ơi. Trời ơi, một combo về
một combo về. Có về không? Không ăn được kìa. Ô chà ơi chị nị. Em chờ tí nha. Mình ra đây mình tiếp chiêu ngay. Ui dồi. Ôi trời, cái số phận của các bạn khả năng là toang luôn rồi. Mẹ phối hợp ăn ý thế nhỉ. Chúng ta là những anh nhìn cái này không biết tại sao mình nhìn rất là giống con trực thăng CH1 nhé. Không biết anh em nhìn thế nào, mình giống lắm luôn đấy. Chúng ta mặc dù là không cùng chủ động đi đội với nhau nhưng chúng ta lại phối hợp với nhau ăn ý như những người đồng đội chơi lâu năm. Ôi tuần này bao này nó ủi lên thì đây rồi. Sao rồi? Trời ơi. Thốn chưa? Đã thốn chưa? Mình không muốn bắn cái pháo chính đâu anh em ạ. Mình muốn để lại cái pháo chính để ăn thằng này mà cuối cùng không có góc mà bắn kìa. Nên mình nhỏ. Nó chạy lên đấy. Ui giời thôi thôi. Nhưng mà trầu chậm thì uống nước đục. Ui giời ơi. Không biết liệu nó có kịp chạy đây cho mình ăn cái mạng thứ hai hay không. Ui thôi thôi thôi. Không kịp anh ạ. Tàu mình nó không phải là tàu nhanh. Có góc thì mới dí được thôi. Đấy, con này thì anh em nhiều khi hay so sánh với con Niren này. Nhưng mà mình nghĩ là chúng ta không nên so sánh những kiểu như thế. Chúng ta nên so sánh những cái con nào đấy nó ở cùng cái tầm lớp này này. Ví dụ nhá, một số con nó cũng chơi dạng cái dòng điện này. Ví dụ như con 1011 chẳng hạn. Con ý là cái con mà anh em có thể cân nhắc để mà so sánh. Chứ một con tuần dương thì chúng ta không nên so sánh con thiết giáp. Bởi vì nói gì nói nó sẽ có cái đặc điểm này nó hơn. Và có cái gì nó sẽ lại kém hơn những cái chỉ số khác. Ví dụ như cái con này này, cái khoản mà tên lửa nó đã không có rồi, đúng không? Đấy thì tất nhiên là với anh em nào mà ngại trong việc bắn thủ công nhiều ấy thì chắc chắn Hukin nó sẽ không phải là cái sự lựa chọn đâu, đúng không? Đấy, bởi trên con Niren thì ngoài đủ điện ấy, những cái pháo điện này, phóng lựu này thì nó còn có thêm cả tên lửa khóa và tên lửa thay đổi được. Nó khác hoàn toàn so với con Hukin nhá. Chúng ta không nên đánh đồng như vậy. Rồi, quần đảo Iceland. Cái map này lại là một cái map nữa khốn nạn đây. Bịt này em biết là tàu nó chậm lắm. Tàu chậm mà bây giờ đi ủi đi chỗ này. Không tự tin tí nào cả. Rồi không biết liệu có làm ăn được gì không. Yuikaku kìa. Có làm ăn được cái gì hay không. Tàu ngầm ơi cố gắng sang sớm nhá. Nhiều khi con này là bắn nó hay bị hụt ấy. Bởi vì nhiều khi anh em bắn mục tiêu đang di chuyển đúng không? Đang căn ke ấy. Đang căn ke xong thì ấn vào cái pháo này này thì nó tự dưng lại ke vào giữa cái mục tiêu, thành ra nó lại bị lệch. Rồi xong rồi đấy. Cái gì đây? Cái gì đây? Cho nó khỏi về luôn anh em ạ. Phải dí thế cho nó khỏi về luôn. Đấy bây giờ mình đi theo cái hướng này này. Không biết được. À. Úi trời ơi. Thủ sớm. Mình đau chứ nè. Bây giờ mình đang rất là lo ngại. Không biết ở phía trước mình có cái gì. Ô, để mình đi check thử xem. Thấy. Em thấy là em dí rồi. Tôi biết mà anh em. Tôi đã nghĩ là có cái gì đấy nó không lành lắm ở đây rồi. Tôi không dám đi lên anh em ạ. Đây rồi. Ông này còn nắp cái ngụy trang thì nhìn thấy khá ảo anh em ạ. Có cái đứng đây xử thằng này là xong rồi. Mọi thứ nó lại trở về đúng cái quỹ đạo của nó ngay.
Đó, xong rồi đấy. Em xin cái mạng ý nhá. Ờ, bây giờ chúng ta ủi lên thôi. Chỉ còn cái pháp này không có nhiều khi nó có lợi thật. Chống được cả bomber, cả máy bay. Nó thò ra này không? Ui, nó hơi giật. Hơi giật nhẹ cái, ui ổn. Chứ làm gì được. Đây rồi. Bắn cho một cái này tới số. Thí sinh tiếp theo. Một con Yamato mà sao lại ra đây đối đầu với con Hukin nhỉ. Ông này có vấn đề gì không. Ui, xong rồi anh em ơi. Hai hướng nó bắn. Ôi, xong rồi. Có những người đồng đội của tôi ơi. Mình không hiểu tại sao. Ôi rồi. Anh ra nhìn này. Ông này ông lùi về tận đây thì đúng chịu rồi. Mình không hiểu tại sao quái đấy lại lùi sâu như thế nhỉ. Phối hợp chưa ăn ý lắm. Toàn thế không biết chị này. Đúng là tàu chậm mà chỉ có ủi lên thôi. Ăn hoặc là chết. Chứ còn lùi lại nó chậm lắm. Có chết không đây. Trời ơi, nó nhìn thế này thôi mà chắc đi bắn được. Ui trời ơi. Những người đồng đội của tôi thôi. Các ông trình độ gì vậy. Ui trời ơi, phát này mới trúng được cái quả pháo à. Nhiều khi tôi cũng không hiểu nổi luôn đấy. Rồi ở đây chúng ta còn lại cái cụ cụ da mà thôi. Chắc là mình sẽ thoát trận anh em ạ. Chứ bây giờ chờ này lâu lắm. Để cho anh em nó đỡ mất công chờ đợi. Đi lặp lại. Đấy anh em nhìn đấy, level nó cũng hơi thấp nên trình độ anh em nó cũng chỉ có đến thế thôi. Cũng không be được ấy. Quả đấy rõ ràng là nó tập trung nó ăn mình. Nhưng tại sao những người đồng đội của mình lại phải sợ đúng không. Đôi khi chúng ta phải tranh thủ những cơ hội đấy để mà lên hỗ trợ chứ. Đây thì cứ lùi chạy thôi. Cứ biết chạy là lùi thôi. Đấy, kinh nghiệm xương máu rút ra từ những cái trận đấu như thế này ấy. Đó là chúng ta sẽ không nên tin tưởng quá nhiều. Đặc biệt là những cái ông mà level thấp. Tất nhiên những cái ai mà người ta chơi được ấy, vào trận anh em nhìn cái cách di chuyển, cái cách xử lý của người ta là có thể đoán ra được phần nào đấy, coi như là phải 70%. Đây cái ngụy trang cũng là cái hình y tá này. Đấy, vẫy vẫy. Rồi để mình chỉnh cái góc đi đã. À. Cái team này thì chơi được. Nhìn cái đội nhanh này xem nào. Ok. Chơi được, đội nhanh thì chơi ok. Không có sân bay. Nó đỡ bớt áp lực hơn. Map này nó cũng đỡ hơn cái map quần đảo. Cứ toa một cái chúng ta phải làm trận khác luôn. Để cho người xem người ta đỡ phải chờ đợi. Còn mỗi một cụ ra thì thôi. Chưa thấy check map gì. Chứng tỏ đội bạn là cũng bình thường ấy. Không có gì được quá là đặc sắc. Đi đến map đúng không? Định đi đến map đúng không? Có đâu. Biết mà. Tôi biết các bạn định làm cái gì mà. Bình tĩnh nhá. Bình tĩnh. Đây. Ăn ngoài trước. Lấy một chút lợi thế. Đấy. Ui trời ơi. Thế có phải ngon không chứ nè. Ui trời ơi. Bắn cái lấy ít lợi thế. Còn định đâm nhau chứ nè. Bình tĩnh. Chờ. Vẫn chưa qua được góc này. Vẫn chưa dí qua được. Đồ bạn nó định ủi đấy. Đây rồi. Định ổi đúng không? Ủa. Ui giời ơi. Thôi. Tạt. Này nó nghĩ cái gì nhỉ? Nó nghĩ cái gì mà định chạy ra góc thì nó bắn mình ở góc này này. Khôn như các ông cũng quên tôi đầy. Bây giờ chỉ team mình chỉ cần là phối hợp sang bên này thôi là ăn rồi.
Đấy, hỗ trợ cái này ăn rồi. Anh em thấy nó ok đúng không? Đây, bây giờ tất cả đội hình của đội bạn nó đứng ở đây hết đây này. Nó làm gì có dám lòi ra nữa đâu. Bảo rồi, cái team này là có ông này là tôi cảm giác là tin tưởng được. Là ok. Trực thăng. Tàu ngầm. Tàu ngầm thực ra nó ra đây thì nó cũng không giải quyết được cái gì. Bởi vì đấy. Đấy, anh em thấy không? Những người đồng đội mình nó đã đứng hết ở đây rồi thì nó có làm gì nữa đâu. Sỏi ơi anh em ơi, quá nhiều sát thương luôn anh em ạ. Nó ra nó không làm gì được mình đâu. Đấy, tất cả đội hình của chúng nó ở hết bên này thì chúng ta lại rất là dễ đoán nhé. Thôi bạn ơi, lùi đi. Tụi mày lùi đi. Không nên ham hố. Tài nhỉ, thế thằng tàu ngầm tại sao nó cố lao lên nhỉ? Đây, quay đường này là có tiền đây này. Tầm này đi ra ủi, tầm này nó có tiền đây. Tầm này ai đấu lại được anh em nữa. Ê, mày toàn chứ. Cái người đồng đội mà tôi cảm thấy tin tưởng được nhất thì đây này. Những cái ông này thì chúng ta không nên tin tưởng gì nhá. Ui dồi ôi. Đấy, đi tận đâu bây giờ mới quay lại. Không có một cái tí nào gọi là uy tín cả. Có một ông rất là yếu máu nha. Mình thấy có một ông nào đấy rất là yếu máu ấy. Con này đúng là chỉ có giao ăn đi ủi thôi. Thủ đây hơi lỏ. Lùi có kịp đâu. À, ở đây thế. À. Đấy, ta đang bảo mà. Ui sỏi ơi. Ông cứ làm như một mình ông bắn được tôi ấy. Ui sỏi ơi, ông cứ làm như một mình ông bắn được tôi ấy. Như vậy là cái thằng Hu Quỳnh bên bạn nó dãy cũng ghê đúng không nhá? Dãy quá ghê. Chết giả, tầm này máu hơi yếu cái này. Làm ăn được cái gì? Ô, nhìn thế này thôi mà chưa chắc ăn đâu nhá. Ôi giời ơi. Quài sọ thế nhỉ. Hơn 100k máu anh em đã hết sạch cả hồi máu luôn. Thì bây giờ làm cái gì? Ôi, hết sạch hồi máu rồi. Ôi rồi. 2 triệu mốt đam không giải quyết được cái gì anh em nhé. Đấy, những người đồng đội nó như thế này đây. Thế thì chịu rồi. Thế thì chịu rồi. Ôi giời, những người đồng đội của tôi ơi. Người đồng đội tôi ơi. May đấy. May thằng Valley nó yếu. Ông kia ông ở phía sau còn xử lý được. Đấy, có những cái trận đấu nó như thế này thì ai mà đỡ được. Nói chung là cũng rất là đen. Một người có tận danh hiệu như thế này mình cũng không tin tưởng được. Hôm nay thì đồ khóa là nhiều lắm. Mà mình nghĩ là cũng thể là do cái phòng không này. Phạm vi có 2,77 km thôi. Nếu chiến đấu cứ đi gần thì chắc là ok. Dù gì thì nó cũng là cái đồ phòng không bằng laser. Chứ còn nếu mà chống tên lửa thì mình xác định là nghĩ là cũng không chống được nhiều đâu. Có chăng thì chỉ có hy vọng từ những cái đồ khóa nó bồi thêm vào thì chúng ta đỡ được. Không hiểu sao cái quả ngụy trang này mình nghĩ này, nó sinh ra nó chỉ để dành cho con Hu Quýt nhảy sao ấy. Cảm giác nó tím lắm luôn ấy. Ui, đội hình này thôi thật nha. Cứ mạnh anh ở đấy chơi thôi. Đây là bài học xương máu, giờ level 40 kia tôi cũng chả tin tưởng đâu. Nói thật đấy, đây này, level 40 chả tin tưởng nó đâu. Đấy, nói vừa nói rất mồm xong này. Anh em thấy cái gì không? Đứng im. À, tôi nói thật thì tôi mà có mặt ở bên cạnh của bạn là tôi sút thẳng vào mặt bạn luôn đấy. Ôi giời ơi, tàu sân bay được. À đây rồi. Đây rồi, bắt đầu thả đấy thôi.
Nhưng mà để xem anh ấy làm cái gì nhá. Tầm này tôi không quan tâm đến việc tôi bắn địch như thế nào, mà tôi quan tâm các ông chơi như thế nào cơ. Thế mới máu gì nè. Ăn đồ. Nhanh thế nhỉ. Lại đồ nhanh thật đấy. Không kịp luôn. Ây chà, ông này cũng có trực thăng ngon đấy. Rồi bạn này di chuyển nó hơi chậm, mình cũng chưa thấy cái gì. Mình muốn đi ra đây tôi bắt nhưng mà không làm gì được. Bomber dí đấy. Bomber dí rồi. Hỗ trợ ngay. Úi sỏi hơn 10.000. Cần phải hỗ trợ nữa không? Chưa thấy cái gì góc này. Muốn chơi sân bay đi mà. Có cần phải hỗ trợ không? Sai ơi. Có cần phải hỗ trợ không? Đây hỗ trợ cho. Vừa thò cái mặt ra nó cho ngay ba quả tên lửa mồm mà. Khôn như các bạn, thế tên lửa này nó không có đam rồi. Tên lửa này không có đam. Anh em biết tại sao không? Tại vì là tên lửa mà nó hồi nhanh như vậy ấy thì không thể nào đam to ở đâu. Đấy, đây là cái cách chúng ta cũng dễ dàng nhận biết nhá. Vì chiếc con tàu sân bay này nó chỉ có một khe tên lửa thôi, chứ nó không phải là hai khe hay ba khe gì. Cho nên là nếu như vẫn một khe mà bắn liên tục như vậy thì chúng ta không cần phải quá lo lắng về cái lượng sát thương. Đấy, nó cũng là một cái điểm mà chúng ta có thể nhận biết khi mà giao tranh với địch nhé. Nó cũng là một cái lợi thế đấy. Vừa ăn bẫy mồi xong một cái mà ông lại có tên lửa ông bắn ngay được thì chứng tỏ chỉ có tên lửa spam thôi. Ngầm. Ủa bên mình tàu ngầm còn lỏ hơn như ông kiểu K535 hay gì ấy. Đúng như con K535 ấy. À, TK208. Ồ, cái đội hình này thì giờ tôi không biết tôi làm cái gì luôn. Tàu tôi chậm lắm luôn ấy. Tôi đi được 18 hải lý là mình nghĩ là nên búp con này lên tí đi. Búp lên 20 hải lý đi. Chơi kiểu này, đúng chơi con này nó hơi tù đấy. Con này thì chỉ dành cho ông nào mà thích gọi là dòng thiết giáp này. Bắn pháo mà đi ủi thôi. Còn Niren kia nó sẽ yêu cầu cao hơn. Nhưng mà chơi thì nó cũng sẽ dễ hơn. Cơ động hơn, có tên lửa. Đấy, như con này là không có tên lửa nha. À, đây rồi. Vẫn không kịp anh em mà vẫn chạy được kìa. Không kịp cấu độ 59.000. Ôi trời ơi, nhìn cái đàn của tôi kìa. Khi mà tôi không được bắn kìa. Không được bắn anh em ạ. Anh em ấy hết sức là thông cảm cho mình. Không được bắn đấy. Được bắn cái đam nhảy lên hơn 600 ngay. Ở được, tôi sẽ ủi lên nhá. Giao tranh đến tận cùng luôn này. Ui, tàu ngầm nó chạy đây này. Thôi anh ơi, anh tàu ngầm ơi, anh tha cho em. Mình không biết cái thằng tàu ngầm nó định đi theo cái hướng gì. Ui giời, nửa cây góc này kìa. Có khi nào cái ông người Ý này ông chết đây không nhỉ? Ô, đứng đây khéo gì dí chết này. Ui gần chết. Đó là gần chết. Bạn cứ yên tâm đấy, có mình đứng đây bạn không phải lo. Nó chết ngay lập tức. Ui sỏi ôi, một pha phản đam coi nó quá chất lượng. Chưa chịu chết cho kìa. Đây rồi. Thằng tàu ngầm đây là mình đang lo là không biết nó sẽ đi thẳng hay là nó sẽ ngoành. Nhưng bây giờ nó xác định là nó đi ngoành ở đây rồi thì mình sẽ ủi lên đây luôn. Đấy, quả đấy nếu mà nó thằng tàu ngầm nó đi ra cái đoạn này này là mình sẽ phải đi ngoành sang bên này để mình né đi đấy. Rồi, ok, em được bắn cái mọi thứ nó lại khác ngay. Chỉ cần một tên thôi, đâu cần gì phải giỏi đâu. Ông này khả năng phải để dành đúng quả pháo chính vào mồm. Chắc chắn luôn. Đúng quả pháo chính. Úi xòi ôi. Anh em thấy không? Chỉ từ hơn 300.000 đam. Thằng này nhá. Thằng này nó còn không nó bị đau gì nhỉ. Này. Con này này. Cái vũ khí này.
nó lại không dí, không chống tàu ngầm anh em ạ. À. Cái khăm gì này, nó có nổi lên không? Đây rồi. Đây rồi, đây rồi. Đúng rồi. Đâm ở đâu đấy? Đừng, đừng đâm vào đấy chết đấy. Đi tiếp. Có như là gây áp lực, bắt nó phải phải nặn đấy anh em. Có nổi không? Bây giờ tôi hỏi thật bạn, bây giờ bạn có nổi không? Không nổi với chúng tôi thì không nổi với chúng tôi nè. Bạn không biết mình là ai rồi. Bạn không biết mình là ai rồi. Ôi ôi rồi. Khả năng bây giờ tầm này không bắn nữa anh em ạ. Đấy, để cho ngư lôi nó trôi hết vào. Đấy, thế này nó mới khắm mà không bắn nha anh em nhá. Không bắn thì sao làm cái gì? Ô ô ô. Mày chết này. Cái quả đấy góc nó hẹp quá, nếu mà nó rộng rộng một tí nữa là mình còn chiêu ngươi nó nữa cơ. Nhưng mà góc nó hẹp quá, sợ nó chạy thoát rồi nó lại mất thời gian. Đấy, chỗ này anh em nhìn thấy không? Ôi trời ơi, 5 mạng anh em ạ. Cái này nó gọi là Pentakill quét sạch. Ủa, cái đội hình này cũng phải còng lưng ra mới đỡ được không? Lâu quá. Những cái loại phòng không mà nó bắn lên bằng tia laser đấy, anh em mà nhìn đấy, nó sẽ chính là cái phòng không Hetma. Còn những cái nó đồ tên lửa nó bắn lên thì đấy là cái đồ phòng không khóa thôi. Trong clip này nắp full tất cả những loại X5 ấy, nó là cái đồ laser hết mà. Cái đấy thì chúng ta chỉ có chống tên lửa cự ly gần thôi nhé. Ví dụ là có bắn lên một cái ấy, thì nó sẽ bắn nó dí được luôn. Đấy thì do là cái tốc độ cự ly gần ấy, tên lửa nó chưa kịp đạt tốc độ tối đa thì chúng ta còn đỡ được. Hoặc ngoài ra thì có thể đỡ máy bay. Chứ còn nếu như mà bảo là chúng ta đỡ những cái dạng mà tên lửa bắn siêu thanh mà không đỡ ở đâu. Cự ly gần chưa đến 3 km thì làm sao mà đỡ kịp được. Đây này, lại cây nhà lá vườn rồi. Thật là những cái khung giờ này là tôi không có tin tưởng bất kỳ một ai hết ấy. À, tôi bắn tôi câu kéo phòng không tí. Đấy, xem địch nó ở đâu ấy mà, làm gì căng. Đấy. Mà địch cũng chưa ra tới đây đâu. Cho nên chúng ta phải chọn một cái hướng ở đây, nó cố định tí. Không biết những người đồng đội của tôi có biết đường ke hay không, đây rồi. Ui trời ơi, em xin phát nha. Uầy, em cứ xin tạm phát thế thôi. Ui, dí căng quá anh em ơi. Nó dí căng quá anh em ơi. Cái góc thì nó dí cũng ngon đấy. Nó có tàu sân bay tấn công gì này nè, nó mới đẻo chứ nè. Thôi thôi, trận này là khoai sọ rồi. Trận này là nó khoai sọ rồi. Anh em ơi, có ủi được lên không? Nếu mà ủi được anh em vả chết cha đi. Úi sỏi, bắn hộ anh em kìa. Nó đỡ được quá nhiều luôn đi ạ. Hơn 200k máu. Nói chung là anh em vẫn trụ tốt đúng không? Tôi hy sinh của đấy à. Ủa kìa. Úi sỏi, bắn hộ anh em tốt. Úi sỏi. Tôi được xong xong rồi. Anh em trên bến dưới thuyền. Anh em trên bến dưới thuyền. Đây ông này đi, ông này đi. Đổi mục tiêu, đổi mục tiêu. Úi giời ơi. Nó muốn ra là ăn mình lắm đấy anh em ạ. À. Bắn cũng chỉ một loạt thôi. Để cho người khác nó còn bắn với. Chết đi anh ơi. Phối hợp làm sao hay bằng em được. Em thì còn có cái góc em lùi lại thôi. Không hỗ trợ hai nó bị đẻo chứ nè. Đấy, cho nó không biết làm gì lấy cái pháo này bắn hộ đồng đội này. Ui, tôi xong rồi đấy. Các bạn là chính thức xong rồi đấy. Bây giờ chúng ta chỉ cần tập trung đến cái này này. Đấy, mình biết nó là cái gì mà. Ui, laser nó đốt kìa anh em. Đây là phòng không Hetma nó đốt đấy. Lắm thỏ nào. Mình đang dụ lên đấy. Hơn 400.000 máu thì mình rất là tự tin nhá. Ui dồi ôi, hai bạn thiết giáp bằng này thôi xong rồi. Cái bạn này yếu máu là xác định là xong rồi đấy.
Tập này nhá, ủi và ăn. Tập này nó chỉ có hai câu ý thôi. Bạn phải phối hợp ăn ý với mình vào. Bắn cái nó dụng cường kích ngay. Tôi đã bảo là bạn phối hợp phải ăn ý với mình vào. Phải ăn ý. Ui dồi, xong rồi. Ôi giời ơi, thôi, xong rồi. Gặp phải những người đồng đội này là ham hố rồi. Ê, mít giả hơi chứ nè. Đúng rồi, phải đi lên như thế, nó phải đúng lúc. Đúng lúc, đúng chỗ. Hồi máu lại chơi tiếp anh em nhé. Thế nó mới khôn nhỉ, thằng Hàng Châu, thế nó mới khôn anh em ạ. Máy bay bay lên cái phải dí luôn. Để xem cái thằng Hàng Châu và cái thằng nào nghe về cứng cựa phết nhỉ. Nhưng mà 40 đây. Cứng cựa phết đấy. Đúng rồi, dí, hay lắm. Ui dồi ôi, sân bay à. Tầm này thì ai care cho sân bay đây. Tầm này ai care sân bay đây. Nó cũng vô quinh này. Đỡ với chúng tôi là thì nhây nè. Ui trận này chơi sướng thật anh em ạ. Lại hơn 2 củ đam rồi. Riêng chơi con Hu Quynh này nó hơn 2 củ đam, nó chuyện hết sức bình thường. Vững cái tàu người đồng đội mình ấy kìa. Đấy, thế là xong ngay. Tôi cũng lùi lại, tôi không có dại, tôi đi lên. Đấy, rồi, xử luôn. Hay quá, ui dồi ôi, nhìn cái lượng sát thương nó vào kìa. Không ăn được để em ăn cho. Sổ trận này dí nó căng đúng không? Ba thằng ấy nó đứng nó thủ anh em. Thấy nó có sợ. Những người đồng đội của mình chỉ cần nhá phối hợp nó sai một ly thôi là đi một dặm. 2 triệu. Ui sổ nó dậy kinh phết anh em ạ. Nó cũng cầm cái Hu Quynh mà. Tại vì chơi giống này thì nó rất là chậm. Thôi rồi, đi vào nó trận cuối cho anh em nhá. Gần như là trước làm clip với con Hu Quynh thì đấy anh em nhìn ấy, gần như là cũng làm xuyên suốt kiểu như thế này thì có thay đổi được cái gì đâu. Con này thay đổi từ phòng không với trực thăng thì nó không có tác dụng quá nhiều. Cái chính ấy anh em nhìn con này nó rất giống con gia cụ ấy. Đồ cơ bản là nó khóa sạch. Toàn đồ khóa mà không có tên lửa luôn, khá giống nhau. Chẳng qua con này nó gọi là thuộc thời hiện đại đấy, còn cái con gia cụ thì thời nó cổ quá rồi. Nó chỉ được cái pháo chính thôi, còn lại là nó lỏ hết. Đúng mình thật, chỉ được đứng mỗi cái pháo chính máu trâu, còn lại nó lỏ hết. Hu Quynh thì nó khác. Ui trận này có bầu con Never Namix cho này cũng ngon. Trận đấu này con Never Namix này nhiều này ngon rồi. Sợ nó lỏ quá thôi. Ui có cả Hero này đang chát này. Thế là được rồi. Ôi công nhận mấy thằng này nó tỉnh nhỉ. Mấy ông 5x này nó tỉnh ghê luôn ấy. Ui, phải nói là công nhận nha, nó tỉnh ghê luôn ấy. Nó chỉ cần đi ra một tí rồi nó biết được con lọi nó thò lại luôn ạ. Nên vào 54 này. Thế thì kinh rồi. Chủ quan thế nhỉ. Nó cầm con tàu gì ta? Đại Châu. Đại Châu này thì Đại Châu này. Rõ ràng là nhìn thấy nó biết nó ở đây rồi. Nhưng mà không có map thì đâu có làm gì được đâu. Không có map thì đâu có làm gì được đâu. Đấy cái cơ hội đấy anh em ơi. Có ai nói đây không? Wow. Biết mình ở đây để mà bắn hứng luôn. Ui thế thì kinh rồi. Ui thôi, thật chứ mấy ông này. Ông đi lên đi, nó đang bắn nhau nước sôi lửa bỏng như thế này mà ông còn đứng ở lại đây ở nhà, tôi cũng chịu ông ấy. Rõ ràng team có lợi thế sân bay nhá. Ông có 2 phút mà. Ông có 2 phút mà sao toang sớm thế.
dãy đúng không? Này thì dãy này. À, căn sát. Ủa, cái pháo này dí nó lằng nhằng thật đấy. Không biết có ai liệu có dám cố quá nữa không? Cố quá thành quá cố ra đây. Phải ăn cái mạng đấy chứ, một cái thằng này nó đứng lì thực sự luôn ấy. Ăn được nó còn khổ. Nào thò ra. Đây còn có 100.000 máu này. Thôi, không ra thì thôi, mình xin phép hồi máu. Có cái thế rồi, đi 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 làm lại anh em ạ. Nhanh quá. Đấy, trận này con Neva nó bích là ngon đấy nhưng mà không bắn được. Nó khôn thế, không biết gì nhỉ, nó thò ra một cái nó đứng im luôn. Còn khôn như chị, cảm giác kiểu nó biết được cái gì đang xảy ra với nó. Kiểu như vậy đấy. Thôi được rồi, đi đi làm lại anh em nhé. Ôi giời ơi, may gần được một mạng ấy. Nhanh quá. Không kịp làm được cái gì. Đấy, giống trâu chậm uống nước đục nó như thế đấy. Cũng mong anh em hết sức thông cảm nhá. Cuối rồi vẫn phải cuối lại. Đấy, trận này bão táp này quá là hợp lý. Ôi giời ơi. Thôi, để tôi phải quay tàu đã ha. Lại cho mình đứng vị trí ngoài cùng ý. Nhà phát triển nó đều thế, không biết chứ nị. Quá đều luôn ý ạ. Rồi à, bây giờ em mới an tâm để mà em đi check map. Đội bạn, ui dồi ôi, tôi nghĩ biết ngay mà đội bạn chắc cũng toàn gà mờ thôi. Nhìn cái kiểu nó không đi check map là mình cũng đoán được ra mà. Ông nào đây? Isakop á. Isakop bị chết. Isakop là chết anh em nha. À, né được quả đấy thì nó thoát. Thế thì thôi. Thế thì thôi, chúng ta ở lại ăn mấy ông này. Ui hù quinh này. Ui hù quinh này. Đồ VIP này. Cứ thằng nào đồ VIP phải dí trước. Cứ ra đấy. Chỉ một tơ này nữa thôi, đầu lại vào đấy ngay. Đấy. Cảm giác cái con Hu Quynh bên bạn dí nó không có lực. Không có lực bằng bên mình được. Trời ơi. Một phát CG72 gần nó quẳng. Bắn luôn cái này nhỉ. Thằng này á. Tại mày đứng đây mà không ai dám làm gì mày á. Ui. Xoài. Nổi lên cái chết luôn. Được. Những trận như thế này bắn nó mới sướng này anh em này. Trận đấu thế này bắn nó mới sướng này. Bao nhiêu ra đây cho nó vừa. Ui dồi, đây rồi. Cụ đây rồi. Ui dồi ôi, cụ đã ra đi. Tuổi còn xanh. Ui dồi, lên 2 triệu đam nhanh quá trời luôn. Thôi cứ phải coi như tạm thời là 2 triệu đam chứ. Nó lại nhanh anh em ạ, nhưng mà không sao. 2 trận nhanh thì thành một trận ok. Đấy, 1.936.000 đam. Ui dồi, nó quá đẳng cấp. Nhưng mỗi tội là chỉ ăn được một mạng rồi. Thôi không sao. Đấy, bây giờ thì mình đã đi làm lại cho anh em về một số trận con thiết giáp hạm CN Hiêu Quy. Một con thiết giáp của Trung Quốc. Nó toàn là đồ điện cả, nó không có tên lửa nhá. Đấy, có anh em so sánh thì mình nói thật, chúng ta nên so sánh dòng thiết giáp với nhau, chứ không nên so sánh giữa tuần dương thiết giáp. Như vậy thì nó sẽ rất là khập khiễng anh em nhá. Một lần nữa cảm ơn tất cả anh em đã xem hết cái video. Và hẹn gặp lại tất cả anh em ở trong cái video tiếp theo.